Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, 25 tháng 8, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin gửi đến quý vị tiếp nối những ghi nhận trong kỳ phỏng vấn phần 36 của người lính viết văn Phan Nhật Nam về giây phút hấp hối của miền Nam Việt Nam. Hãy cùng với nhà văn Phan Nhật Nam tiếp tục đi theo dấu triệt thoái từ cao nguyên về Sài Gòn, rồi đến phi trường Tân Sơn Nhất. Cùng những giây phút trên đèo Hải Vân của nhà văn Phan Nhật Nam trước khi ông đến điểm tận cùng của một người lính để trở thành tù binh. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 37 buổi phỏng vấn đặc biệt do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây để thấy được cảm nhận của nhà văn Phan Nhật Nam khi nhìn những dòng người di tản. Đi ra Huế, đứng ở trên đèo Hải Vân, tôi đứng giữa Hải Vân mũi tàn cuộc, đứng giữa đường đèo tim nhớ buốt, nhìn suốt quê hương ôi thảm thương, Quảng Đà thị thiên hồi đổ sụp, mẹ quê tóc rối môi khôi quắp, con thơ im bặt không tiếng khóc, trăm dặm đường xa rời Quảng Trị, địch đèo gục chết con đi quốc. Cái ảnh này tôi có chụp, đang ở báo Độc Lập. Tức là sao? Cái bà đó, bà chạy từ Quảng Trị về Huế 70 cây số, chạy từ Huế vô đến Đà Nẵng 103 cây số. Với tôi là dân đó, tôi đi xe đạp từ bé đến lớn ở trên cái quãng đường đó, thì đầu trần chân đất ôm một đứa con. Khi lên đến trên đỉnh đèo, tôi đứng về trung tá Nguyễn Văn Định, nữ đồng trưởng nữ đồng một nhà dù khóa 15 Đà Lạt, đang bàn giao cho tiểu đồng 8 thì quân lục chiến của anh Lãm khóa 17. Thì thấy người ở Huế chạy vào, tôi thấy cái bà này, bà vác đứa con đi đầu trần chân đất, thì tôi thấy cái đứa bé cái chân nó tím, tôi nói chị coi sao mà cái chân cháu nó tím quá. Thì bà lật cái áo ra, hóa ra đứa bé nó đã chết. Cái hình này tôi có chụp, đang ở báo Độc Lập. Thì xưa với anh, rồi đến qua đến xuống đến Đà Nẵng là ở cái bãi biển Mỹ Khê, là bãi biển chúng tôi tắm lúc bé, là đầy cả xác người, sống không còn chạy nữa, không chạy qua nỗi nữa. Và trong những người đó là ai? Đó là Nguyễn Trung Phúc, đó là Đỗ Hữu Tùng khóa 16, đó là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147, hay 147 là lữ đoàn, hay 369 đó, của anh Nguyễn Trung Phúc, là những ông liên trưởng rất thân với tôi. Đó là những người tôi thấy, tôi biết. Thì thưa anh, đó là ở Đà Nẵng. Chạy về đến Nha Trang cũng tương cảnh như vậy, ở tại Cầu Đá. Tôi chạy về đến Cam Ranh, leo lên cái tàu Victoria chạy từ ngoài Đà Nẵng vào, tàu bằng sắt, bước lên sàn tàu, cả một cái sàn tàu người ta im lặng hết, không phải người ta chết hết. Trên nắng dưới sàn bằng sắt, nóng như một lò lửa vậy, không cơm ăn, không ăn không uống, chạy từ Đà Nẵng về đến Cam Ranh, thì coi như là không biết ở trong cái sàn tàu đó ai sống ai chết. Tôi bước lên cả một cái sàn tàu, im lặng hết. Rồi như vậy là chạy về đến Phan Rang. Thì mấy ông bạn tôi ở đó, tiểu đồng 7, tiểu đồng 11, tiểu đồng 3 ở đó, thì máy khóa tôi để đi theo được ông Nguyễn Lô mà tôi vừa đi thăm tuần trước, là tiểu đồng 7 nhà dù. Thì ông được về trước, và tôi theo là tránh được cái lần mất Phan Rang 15 tháng 4. Rồi đi đến Long Khánh, lại cũng ông Lô nữa dẫn tôi về Phước Tuy. Vì sao? Vì đến ngày 20 tháng 4 năm 1975, là đã sau khi giữ được Long Khánh, lại bị giữ bằng một cái lữ đoàn nhảy dù tăng viện cuối cùng. Thì lực lượng cộng sản người ta rút ra một cái kinh nghiệm, sau khi bị hai trái bom CBU 55, thì người ta thấy rằng bây giờ đánh vô Long là Khánh Xuân Lộc cũng vô ích, người ta bỏ cái mục tiêu đó đi. Ở bên cộng sản người ta có một cái câu rất hay là thực thụ, là biến chuyện thực tế, trên cái thực tế đó mà biến chuyện. Cho nên người ta không đánh Long Khánh nữa, người ta đi vòng ngã Dầu Dây và người ta đi vòng ngã Long Thành, người ta khép lại để về Sài Gòn với bốn quân đoàn. Cho nên ông tướng Đạo phải nhận lên bỏ Long Khánh
ngày 20 tháng 4 và phải rút theo liên tỉnh lộ 2 qua Bình Giã về Phước Tuy. Và cái đơn vị hậu tập mà để bảo vệ cái buổi của ký giảng đó là lữ đoàn 1 nhảy dù của ông Trung tá Nguyễn Văn Định. Và cái đoàn mà để rì cơi để tiếp xúc với cái đoàn ký giảng đó là từ Phước Tuy lên là tiểu đoàn 7 nhảy dù của ông Nguyễn Lô. Là tôi đi với ông bạn cùng khóa với tôi, là tôi đi với ông đó và để chứng kiến luôn cả Phước Tuy rồi cũng suy sụp rồi. Thế tóm lại anh hỏi tôi như vậy là đủ chưa, thì tôi biết thế nào là đủ. Và lúc đó những cái ngày mà những cái giờ mà nhà ta sắp mất á, thật ra không ai đánh ai hết, cộng sản nó chưa vào kịp, bên này đã di tản chạy bỏ đi. Thế tôi đi ở Nha Trang thấy những người bế con đầu trần chân đất, người ta đi ngơ ngác đó. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nếu có một quả pháo nó rơi cái đùng tôi, người tôi chết người đó chết, thế cũng mỗi muôn trăm bao nhiêu ngàn người chết từ ngày cuộc di tản ở Pleiku. Thành thử thưa với anh Dũng và thưa quý vị, sống cũng chết, mà sống cũng vô ích, mà chết cũng vô ích. Cho nên ngày 30 tháng 4, đêm 28 rạng 29 tháng 4, tôi là người cuối cùng của Ban Liên Hợp Quân sự của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có người di tản. Tại vì sao tôi đưa vợ con tôi vào đó từ trung buổi chiều 28? Vì sao? Vì cơ quan DO lúc đó người ta không còn liên lạc với ai hết, mà người ta chỉ còn liên lạc với Ban Liên Hợp Quân sự. Và Ban Liên Hợp Quân sự có ông Đại tá Diên Hữu Viết là ông trưởng khối ngoại vụ, ông vốn liên lạc với DO từ Hiệp định Ba Lê. Cho nên cái buổi chiều đó thì tại cái cổng mà để bước lên phi trường, để lên ra phi trường mà đi á, thì có ông Đại tá Diên Hữu Nghĩa, ông Trung tá Trịnh Nam Anh là con ông cụ Trịnh Ngọc Liễn á, mà ở trên vùng DC của anh học rất giỏi đó. Chữ ba anh là anh ông Nguyễn Nam Anh này, ông Thiếu tá Ba và tôi. Nhưng đến buổi chiều 28 thì ba ông kia người ta không mệt quá và người ta cũng biết sắp sửa cuộc di tản đã đi đến giờ chót rồi, người ta đi về, người ta nói thôi cậu ở đây vì vợ con tôi ở đây rồi, thế thì tôi ở lại. Thế tôi là người cuối cùng ở lại ở trong đó, người cuối tắc là người cuối cùng của Ban Liên Hợp Quân sự. Nhưng bắt đầu 1 giờ là ở trong Tân Sơn Nhất bị pháo kích, mà pháo kích một viên đạn này là trúng đài kiểm báo viên đạn. Tại vì sao phái đoàn cộng sản nó đã ở từ ngày 28 tháng giêng trong đó, nó điều nghiêng, nó bản đồ, nó bắn không trật một viên đạn nào hết, không trật một viên đạn nào hết. Thì hôm đó đi, bây giờ là họa phục của Đăng thì chỉ là đồ chơi. Nó pháo kích Ban Liên Hợp là trúng Ban Liên Hợp, pháo kích trại nữ quân nhân thì chết trạng quân, pháo kích đài kiểm báo là rơi ra, pháo kích kho xăng là kho xăng, cả một Tân Sơn Nhất bùng lên trong lửa vậy. Thì cái kế hoạch mà dùng C-141 và C-133 bằng đường bằng để đi qua Guam bị hủy bỏ. Vì sao? Khi chiều bị Nguyễn Thành Trung dội bom, cho nên người Mỹ mới bắt đầu hành quân gió cuốn dùng CH-46 của thủy quân lục chiến pick up người ở đó để đưa lên cho đưa ra hạm đội. Thì một đại úy thì cũng chiến đường đại đội xuống bảo vệ cho cuộc di tản nó. Thì lần đầu tiên mới tiếp xúc với thế là ông đại úy và lính thì cũng lục chiến cứ bò ra không biết ở đâu, nó cứ nổ ra thì cũng biết đâu mà tác chiến với ai như thế nào. Thì cả đại đội đó với đây thì tôi chạy từ đầu trước đến đầu sau là chỉ làm câu ai ở đâu đúng đâu là ngồi đó chứ đừng có chạy gì hết, để cốt tìm vợ con. Cũng thấy, trời phải cái đó mày. Thế là cuối cùng thì tôi làm rigger, tức là đưa các cái trực thăng xuống cho người lên. Cho đến buổi sáng ngày 29, thì trong góc cũng còn ai hết. Rồi con đi đâu không thấy. Thế sau này tôi mới biết, trong buổi chiều đó, là đi qua ở bên nhà ông Nguyễn Cao Kỳ, hay trốn, vì do một cái lời dặn của tôi, là có gì là chạy qua nhà ông Kỳ. Đó là cái kế hoạch của những ngày trước, ngày 25, 23
có kế hoạch của dùng C-130 của Việt Nam Cộng Hòa chở đi Côn Sơn và tụ tập trung ở đảo Kỳ, giờ gồm có những người ca hát như Duy Khánh, Duy Trác, Duy Tiếp rồi vậy. Nhưng mà đó là kế hoạch, chưa có kế hoạch của Ban Liên Hợp Quân Sự, và đây là có kế hoạch của Ban Liên Hợp Quân Sự mà do chính mình điều hành. Mà tự nhiên buổi chiều hôm đó tôi nói câu đợi anh ở nhà ông Kỳ vô, khi mà hỗn loạn đó mà lúc có mấy tôi về nhà để thay áo quần cái bà đi qua với ông Kỳ, sau khi chuyện đó đóng lại. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 38, buổi phỏng vấn đặc biệt, những ghi nhận của người lính viết văn Phan Nhật Nam về giai đoạn đầu trên bước đường tù của một người lính do Phan Lê Dũng thực hiện. Trong buổi sáng ngày 29, khi mà những cái clip cuối cùng, thì bên cạnh của ban của DO là lữ đoàn hậu cứ của lữ đoàn 4 nhảy dù, là một lữ đoàn thành lập do ông trung tá Lê Minh Ngọc khóa 16 là một niên trưởng của tôi, là tiểu trưởng từ ông Bảy nhảy dù lên làm lữ đoàn trưởng. Mà lữ đoàn lúc đó đi đâu rồi tôi không biết nữa, thì chỉ có mấy người lính hậu cứ đó, thì người ta mới nói đùa thôi, đại Việt Nam đi Mỹ á, đừng bỏ em nha, người ta nói chơi thôi. Nhưng tôi thấy bây giờ đi Mỹ để làm gì, vợ con ở đâu, sống chết cả một đời, thấy suốt cả như vậy đi Mỹ để làm cái gì bây giờ đó. Thế là tôi đi ra, đi trên một kho tàng của Salomon, đi trên đô la xanh, đô la đỏ, vàng vàng từng miếng, nó bắn tung tóe, nó nằm dài như rác như vậy. Đi ra khỏi đó để đi qua bên chỗ nhà ông Kỳ, đi kiếm vợ con, đi vô trong bạn, vì bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù là ở cùng ở trung tâm duy nhất. Thế khi mà đi đó đến tên tự sĩ đường không quân, nhìn trên trời thì thấy điều gì, đó là chiếc C-119 bị cháy. Sau này mới biết đó là của ông trung úy Trang Văn Thành, một ông anh em người Miên, cho nên anh có cái, hoặc là người cha người đâu dám biết, cho nên anh gọi là người Thành Mọi. Thế thì trong đêm đó bị pháo kích, sáng đó vẫn còn bị pháo kích, nhưng anh Thành anh lốt đạn lên chiếc C-119 đó và anh bắn các cái hệ thống pháo ở các vị trí pháo của cộng sản trung tâm nhất. Và chính đó là những cái giờ phút bình yên cuối cùng mà Tân Sơn Nhất có thể di tản được, mà Tổng tham mưu có thể di tản được với ông tướng ông tá, nhất là chuyến máy bay mà để chở Nguyễn Cao Kỳ và là ông tướng Ngô Quân Trượng mới đáp xuống ở ngoài Hà Nội. Đó là những cái giờ phút mà anh Trang Văn Thành anh đã cover Tân Tiên, anh hiện đại, anh xuống, anh tứ tay là lốt, anh bay lên lần thứ hai. Nhưng mà anh bay lên lần thứ hai thì rõ ràng quá, một chiếc S-37 nó bay rất là rõ ràng, nó tầm nhiệt, nó tới nó chém đôi cái thân máy bay của anh Thành. Anh Thành là sau này mới biết thôi, chứ lúc đó không biết ai. Thì anh cố nhảy ra, thì cái dù nó mắc nó rớt từng miếng, và tôi đứng trước tự sĩ đường không quân, tôi đưa cái máy ảnh lên mà không biết có chụp được hay không, và tôi ngồi bẹp xuống dưới đất kiệt lực đó. Và lẽ tất nhiên có nhiều lý do như ABCD không tìm được vợ con thế này kia, nghe lính dạy dù nói. Nhưng mà khi hình ảnh cuối cùng là anh Trang Văn Thành chạy, không phải là tình đồng đội, không phải là tình chiến hữu, không phải là Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Sản, không phải là quân đội quốc gia thưa cái đó, mà tôi thấy cái chết đó không phải là cái chết của một người biết cái âm đó là ai, và thấy cái chết toàn diện của con người, cái chết toàn diện của người Việt Nam. Thành tựu, thưa các anh Dũng và thưa quý vị, tôi lúc đó vào trong sư đoàn nhảy dù bộ tư lệnh công nguyên, theo quân chạy thì chạy ở đó mới chạy với lại bộ tư lệnh cũng được, nhưng mà chạy đi đâu, qua Mỹ để làm gì, tất cả đều vô ích thôi. Đó. Thành tựu sáng 30 tháng 4 rất bình thản, và đêm hôm đó nghe Sài Gòn hấp hối, đêm 29 dạng 30 nghe
Sài Gòn hấp hối, và đúng là Sài Gòn hấp hối thật. Người ta bắt đầu phá các cái kho hàng, người ta phá các cái vị trí ở cái chỗ mà có tài sản của Mỹ Kiều, của người Di Tản. Thành từ cả Sài Gòn nghe tiếng rầm rầm giống như muôn vạn cái chạy vô đập trên nắp áo quan. Cái chết có thật, cái chết có thật. Khi cho nên tôi đứng trước, trước khi tới Hạ Viện, tôi đứng ở chỗ nhà sách khai trí, vì cái chỗ này là cái chỗ quen thuộc của mình. Tôi rút cái cải giấy tờ tôi bỏ dưới lỗ cống á, và tôi nói ra lời, không phải thôi ông coi như ông chết đi đó, mà có chết cũng vô ích, mà có sống cũng vô ích. Thành thử sau đó là đi đi về Bà Rịa làm ruộng vì có miếng đất ở dưới Bà Rịa làm ruộng trồng bắp trồng đồ. Nhưng mà đến ngày 22 thì vợ tôi đi Sài Gòn về bảo rằng là ở trên đó người ta tình nguyện đi học đâu 10 ngày mà thôi, thôi ông đi học đi. Thế buổi sáng đó trong cái túi, ngày sáng 22 tháng 6 1965 đi tình nguyện, đi tình nguyện học tập thì không còn một cái cảm giác gì hết, không còn cảm giác gì hết. Ngày 19 tháng 6 76 bước chân xuống tàu sông Hương. Cái điều này tôi có viết. Nếu mà nhìn về Sài Gòn, tim gan dạ sắt của cái mấy nó thắt lại, khóc được chắc cũng khóc mà khóc không nổi nữa. Vậy thì nếu khi bước lên tàu sông Hương chỉ còn nhất cái là nhảy xuống sông thì cũng được đấy. Tôi nghe nhiều người nhảy lắm mà tôi nghĩ mày nhảy đi cũng được đấy. Nhưng mà tự nhiên tôi nhớ được điều của ngày 19 tháng 6 65 66 ông được đại diện sư đoàn nhảy dù đi duyệt binh ngoài quá mà. Đúng ngay ngày quân lực 19 tháng 6 ngày quân lực đầu tiên 19 tháng 6 65 vì tôi đang ở tiểu đoàn 7 về cho nên tôi được an ủi, được lên lon đại trung úy và được đi duyệt binh. Rồi 19 tháng 6 66 tôi là đại đội trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 9 của đại đội 93 đi duyệt binh nữa, oai phong quá. Thế bây giờ lại bây giờ mình chết 65 bây giờ là 75 10 năm này mà chết khỏi mà chết vô ích quá thôi. Thế thì không sợ hại mà cũng lo âu phải đi ở tù. Thế ở tù thành thử đi ở tù thì có một điều ở trên cái xấu nhất cũng có cái điều nếu mà tôi đi ở tù đi tình nguyện theo diện văn nghệ sĩ thì sẽ ở Sài Gòn thì sẽ bị cái dục của không hỏi nó học hành cái gì đó nó làm nhục cho thấu xương thấu tủy. Đi còn đi tình nguyện nhà binh hay đi ra ở ngoài kia lính bộ đội và quay tù thì cũng vậy, hay là ra thằng tù cũng có khác gì nhau, rồi dân chúng xung quanh cũng khổ như nhau hết. Thế buổi sáng phát cho con dao 25 cây nữa, thế xong là đi vô đình bộ đội ngồi dưới khi nào là xong nữa đem xuống nhá. Thế xong nó ngồi chú em tôi ngồi rồi ngồi chơi với con nít đó. Thành thứ mà xung quanh thì dân chúng khổ. Và tôi kết thúc ngày mùng 2 Tết Mậu Ngọ 1978 khi đi một đi lấy nữa thì tôi cũng thấy một cái bà già cũng có cái dao ở trong kia bằng gỗ, hỏi mà cụ đi đâu vậy, thấy các ông chỉ tiêu 25 cây tôi cũng 25 cây. Nhưng mà tôi còn nộp ở trong trại tù, còn bà phải nộp ở trong huyện, đúng rồi. Thì là bà đây cũng một cách đi mặc cái dép, không phải dép đế lốp, mà bằng đế lên xe đạp, nghĩa là nó mỏng như tờ giấy. Mà đầu trần chân đội cái nông mê, đó là cái bà đó thì tôi nghĩ chắc cũng 60 mấy tuổi. Nhưng mà người nó quắc lại đó. Rồi khi đi lên ở trên làm lúa rương ngày mùng 2 Tết Mậu Ngọ, tôi nhớ ý vòng. Thấy hai người, một ông vẫn đi theo người con gái khoảng 20 tuổi, sửa non ướt đập hết cả áo, vì không có áo ngực, chân trần quần te tua ra hết, đi theo tù. Mà đó là sáng mùng 2 Tết lạnh, dù tôi có tù cũng có được cái áo jacket đem từ ở trong Nam ra, còn ở hai vợ, cha con này là hai cái mong mắn phong phanh nhất là cô gái, mặt đẹp như ngọc, tiếng nói, cái da và cái cách thiết của người Hà Nội 100% của ngày trước. Thế ông đó, tôi xin kể lại chuyện, ông đó ông đi theo tụi tôi để ông bóc lúa, được cái lon lúa, chứ không phải gạo nhá.
Thế là ông ta mới nói các ông có tội lắm. Thế tôi nói vâng có tội mới ra đây chứ. Rồi không, các ông có tội với chúng tôi. Chúng tôi ra đây, bị lên đây từ năm 54, 55. Các ông tội, tôi mong các ông đi ra để làm cái gì chúng tôi mất khổ. Ai ngờ ra đây các ông cũng có đi ở tù. Các ông tội với chúng tôi. Đó, thì thưa về anh. Thưa với quý vị, còn cái gì để mà nói nữa nếu không có những chữ viết. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai, thứ Năm 26 tháng 8, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và tiếng cười. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.